chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một vài cảnh đẹp ở thủ đô Bangkok nha các bạn. Đây là cảnh một công viên cũng nằm ở gần Bangkok với các bạn. Công viên tên là Chatuchak. Công viên rộng lớn lắm các bạn ơi. Cây xanh và tiếng chim hót rất là vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Tạm biệt các bạn.